Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay là tối ngày mùng 5 Tết các bạn ơi. Thì mình đang đi ngang qua cái đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung nha các bạn. Thì mình thấy ở đây có cái xè hủ tiếu này các bạn, rất là hấp dẫn luôn. Thì những ngày Tết này thì đa số quán ăn người ta đều đóng cửa hết các bạn. Chỉ có một số quán người ta mở thôi. Cái việc mà đi tìm quán ăn để review cho các bạn thì cũng hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên là tối ngày hôm nay, tối mùng 5 Tết, mình đang đi ngang qua cái đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung. Thì mình thấy có xe hủ tiếu này cũng khá là hấp dẫn, nên mình vào mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức xe hủ tiếu và hỏi một vài cái câu chuyện với chị xe hủ tiếu đây, xem là tại sao chị không nghỉ Tết mà chị vẫn bán nha các bạn. Đây. Hello chị, mình bán đây lâu chưa chị? Mình bán ở đây 9 năm. 9 năm là góc này. Dạ. Từ bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Bán từ 4 rưỡi đến 12 giờ. 4 rưỡi chiều hay là 4 rưỡi chiều. Rồi, chị bán từ 4 rưỡi chiều đến 12 giờ đêm nha các bạn. Tết mình không nghỉ hả chị? Có nghỉ à? Đó là... à thế là bán từ hôm qua đến hôm nay rồi, bán được 2 đêm rồi các bạn, đêm này đêm thứ 2 đấy. Rồi chị có cái này là các cái đồ giò với lại xương để làm hủ tiếu đó các bạn. À, mọi người cũng ngồi đây, bạn Diễm đang ngồi đó thôi. Ở đây mình có những loại hủ tiếu gì chị? Có xương giò, thịt bò viên. Xương giò, thịt bò viên. À. Ở đây cái món nào là gọi là hủ tiếu, nhưng mà món nào đặc sắc nhất của chị? Khô, nước hay là xương giò hay như thế nào? Tùy theo sở thích của mọi người. Dạ. Người thì ăn nước, người thích ăn khô. Vậy thì chị cho em một tô nước, một tô khô. Dạ. Mà bỏ đầy đủ hết. Dạ. Có mình chị làm thôi hả chị? Chị có ông xã chị nữa. Đâu rồi, ông xã đâu rồi? Ông xã chị về rồi. À. Hai nhóc đi chơi rồi. À, cho hai nhóc đi chơi. Để mình chị bán à? Ráng tí để anh ra rồi. Mấy ngày Tết này thì bán được nhiều không chị? Bình thường hết. Bình thường. Tết chị nghỉ là chị về quê hay là ở đây thôi? Thì ở đây. Tết nghỉ ở đây luôn. 28 nghỉ hôm nay, hôm qua bán, hôm nay bán các bạn. Ừ. Bán từ mùng 4. Đấy. Đây. Tại vì nhà chị ông bà nội trong này hết rồi. À, ông bà nội trong này. Chị bán đây 9 năm rồi các bạn ạ. Ở góc đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung nha các bạn. Chị có thể chia sẻ cho mọi người là cái mình nấu hủ tiếu làm sao để đảm bảo nó ngon được không chị? Đảm bảo ngon thì em cứ mua xương giò về rửa sạch đi, ngâm qua nước muối hoặc trần xương qua sơ đi. Trần qua rồi mới nấu. Qua rồi mới nấu. Dạ. Giò cá xương em trần qua nước, nước sôi đi rồi em nấu cái nước đi rồi em nấu. Ở trong nồi này em thấy có củ cải này. Đúng rồi. Đó, đây củ cải đó các bạn. Tại sao nấu nước hủ tiếu lại hay bỏ củ cải quá hả chị ha? Có sở thích nó vừa thơm mà nó cũng có độ ngọt của củ cải mà cũng có người thích ăn củ cải. Dạ. Thế có một cái đặc điểm chung của nồi nước lèo hủ tiếu là bao giờ cũng có củ cải trắng các bạn ạ. Và không phải là một cái loại củ nào khác, chỉ là củ cải thôi. Đây, đây là khô đúng không chị? Đúng rồi. Đấy. Cái nước mỡ này là do là phải mình... từ mỡ ra nhá. Mỡ mình ở nhà mình chiên thắng nhá. Lên. Dạ. Rồi hành tự nhà mình không thể làm mua được thì không làm được thì mình mua ngoài chợ cái hành mà người ta tự bào rồi. À dạ. Rồi về mình chiên. Rồi. Đấy. Năm vừa rồi buôn bán được không chị? Năm vừa rồi buôn bán cũng được. Dạ. Cũng được. Vậy là tốt rồi. Năm nay là chúc chị một năm sẽ buôn bán được nhiều năm ngoái. Rồi. Nay là mùng 5 Tết các bạn, chị đã bán từ hôm qua rồi đấy. Tết cũng không được nghỉ nhiều đâu, nghỉ từ ngày 28 đến ngày mùng 3 thôi. 5 ngày hả chị? Ờ đúng rồi đấy. Mà cái này là buôn bán nó cũng hơi cực đấy. Cực. Thức khuya đúng rồi. Mình bán 12 giờ khuya mình nghỉ, nhưng mà còn phải dọn dẹp, rửa chén, rửa bát rồi chuẩn bị đồ đạc nữa. Thì đến là có khi 1 giờ, 1 rưỡi mới về dạ. Nhà đấy. Nhưng mà thường thường cứ 12 giờ là hết rồi hả chị? Đúng rồi, cũng có khi 11 rưỡi chị hết cũng hên xui, không phải dạ. Là cứ 12 giờ hết rồi. Dạ. Đấy, thường thường tùy theo khách. Cái này là tim này, bò viên này các bạn này. Đấy. Này các bạn thấy là tối mùng 5 Tết nhưng mà mọi người đi ăn hủ tiếu gõ cũng khá là đông. Mì thì bằng mì gói nhá. Tết mình thuê rồi. Một đêm này mình có ước chừng được khoảng bao nhiêu tô không chị? Tùy theo như ví dụ mà ngày Tết này thì chị bán mình ít lắm. À Tết thì ít hơn. Khách hàng cứ lên. Không mà Tết đi tìm quán ăn cũng khó, em tưởng là họ phải ăn nhiều hơn chứ. Ngày thường thì chị bán khoảng độ 2 đến 8 Một tô này là bao nhiêu nhỉ, em quên chưa hỏi. Tô này là mỗi tô là 30.000. Mỗi tô là 30 các bạn. Tết này là có lên giá chưa hay là bình thường? Dạ, bình thường như vậy. Là khách toàn vào khách lao động mà khách muốn quen đấy. Thì là bán bình thường. Thơm đúng không ha? Cái mùi hủ tiếu là một cái mùi rất là đặc trưng các bạn. Chỉ cần bỏ cái nước lèo vào cái tô phát là rất là thơm rồi. Hủ tiếu gõ ở Sài Gòn là có món ăn rất là đặc biệt rồi, nổi tiếng các bạn. Ai cũng thích chết. Hành này là nhà chị tự bóc tự làm đấy. Hành nhà chiên lấy ha. Đấy. Tự làm đấy. Và cũng đảm bảo là nhà chị cũng rửa sạch đi rồi mới lúc đầu. Dạ. Đảm bảo sạch sẽ đó. Đây là con chị ạ. À con hay khách? À khách. Thế chị năm nay học lớp 4, đứa học lớp 4 và đứa học lớp 3. À, lớp 3 lớp 4, trai hay gái chị? Hai trai. Hai trai. Đây. Rồi cảm ơn chị. Giờ mình ăn thử xem như thế nào nhé các bạn. Đây là một tô khô này. Có một cái chén trong này có xương thịt và củ cải. Rồi cái lá này lá hẹ đó các bạn. Tự nhiên lại quên tên mất. Đặc trưng của là hủ tiếu là phải có lá hẹ các bạn ơi. Đây là dùng để ăn hủ tiếu khô nha. Bạn chỉ ăn hủ tiếu khô đúng không? Đổi qua đi. Dính cho xin giấy thế mới cầm mỗi chén dính dầu mỡ các bạn, mình lại quay xíu này. Cái này là sa tế hả? Sa tế là nhà làm. Còn gì ăn cay rất là ghê các bạn. Bình thường mà. Xịt nước tương vào. Ướp rồi, người ta đã trộn rồi nhưng mà mình muốn ướp thêm một xíu. Ở đây là chị cũng dùng nước tương Tam Thái Tử nha các bạn. Nước tương có thương hiệu chất lượng đấy chứ không phải là nước tương dởm đâu, nước tương tốt. Này ăn hủ tiếu khô mình trộn vào với nước tương này cực ngon. Vắt chanh vào này. Đây, chén nước lèo của bạn Diễm với xương thịt đây. Thơm quá nhỉ? Anh ăn hủ tiếu nước mà anh phải bỏ một xíu sa tế cho nó thơm. Trong cái hủ tiếu khô này bao giờ cũng có mỡ heo các bạn. Cái nước mỡ heo để làm cho sợi hủ tiếu nó bóng hơn, nó mềm hơn và ăn nó cũng ngon hơn các bạn. Có vẻ hơi nhiều mỡ, lẽ ra biết nãy quên không phải chặn gì cho ít lại. Đấy. Đây. Mà mọi người thôi. Phía trước mặt các bạn là đường Cộng Hòa đó các bạn. Hôm nay tối mùng 5 Tết thì cũng chưa có đông lắm. Đa số là người Sài Gòn ở lại chơi Tết thôi. Đấy. Ngon không bạn Diễm? Rất là lâu rồi. Mình phải ăn lại có hủ tiếu khô. Hủ tiếu ngon cái này. Tết này đi tìm quán ăn để review các bạn cũng khó lắm các bạn. Nên là mình thấy ở đây có xài hủ tiếu là ngon nên mình vào mình quay luôn. Mùng 5 Tết. Bữa giờ mình ăn dầu mỡ rồi thịt cá đủ các loại quá nhiều rồi. Hôm nay ăn một tô hủ tiếu bình dân. Đây này. Trong này có tim luôn đấy. Vậy hả? Nhiều quá. Một tô này bao nhiêu anh? Tô này là 30. Cũng rất là xứng đáng các bạn, tại vì trong này có tim, có thịt, có bò viên, có xương, có giò. Đó. Đấy, mọi người vào ăn rất là đông nha các bạn. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái tô hủ tiếu nước với mình nha các bạn, để xem mà nó ngon thế nào nha. Mời tất cả các bạn nha. Mình sẽ vắt chanh vào đây. Theo lời bạn Diễm nên mình cho thêm một ít sa tế vào. Sa tế không cay lắm hả? Em cho nhiều đúng không? Không cay lắm hả? Thường sa tế rất là cay các bạn nên là mình cho ít thôi. Em không biết ở Sài Gòn ở chỗ nào bán hủ tiếu mà 12k. Hủ tiếu 12k bây giờ Sài Gòn rất là hiếm các bạn ơi. Trước đây ở gần trường của mình có một anh hủ tiếu bán 12k nhưng mà bây giờ anh cũng giải nghệ rồi, về quê rồi. Thơm quá. Cái mùi sa tế trộn vào đây nó nước nóng hủ tiếu thơm lắm các bạn. Giò to đùng này, quá trời thịt luôn. Đồ hủ tiếu này chất lượng đó các bạn. Ở đây chị bán từ 4-5 giờ chiều tới 12 giờ đêm nhé các bạn. Các bạn mà ăn thì cứ ghé vào buổi tối thử miếng nước lèo em nào, mời các bạn nha. Cay vừa vừa, chua, ngon các bạn, mời các bạn nha. Nãy giờ cái sợi hủ tiếu nó cũng hơi mềm rồi đó. Ngon quá, vừa ăn các bạn. Này tim này. Ba miếng cơm nè. Chưa ăn nha, đồ mới đó. Còn dưỡng cho mình miếng gân. Này giò heo á. Mời các bạn nha. Miếng này chín vừa phải các bạn. Nếu mà có nước mắm thì ngon. Nó vẫn còn dai và giòn, nó không bị quá mềm. Ngon. Không bị làm không mềm quá. Không bị mềm quá nhưng mà cũng không bị dai quá các bạn. Nó vừa mình cắn nhẹ cái là đứt ạ. Giò đây làm ngon quá. Này bò viên nữa mà. Bò viên hơi có hơi nhiều tiêu. Bò viên hơi nhiều tiêu cay các bạn. Quá trời tim luôn này. Chữ quê đâu anh? Ngon quá. Tết mà có một tô hủ tiếu nóng hổi thơm ngon này, tuyệt vời quá. Giá này hợp lý rồi. Thường thường hủ tiếu gõ bây giờ mình thấy tô thấp nhất là 15.000 đó. Nhưng mà như chị đây là 30 thì cũng hơi cao so với bình dân, nhưng mà được cái là nó nhiều thịt các bạn. Nhiều thịt, nhiều hủ tiếu không? Cái đồ thịt nó chất lượng. Vừa thịt vừa tim, có cả giò. Giá nó cũng cao hơn. Tim, thịt, giò, bò viên. Bây giờ mới thấy cay nữa các bạn. Cay. Bây giờ bạn Diễm bỏ nhiều sa tế quá. Cho bạn Diễm có bò viên này nha các bạn. Bò viên rất là nhiều tiêu. Bạn Diễm mình thích ăn tiêu các bạn. Này là miếng giò heo mà có nạc, có mỡ, có da này các bạn. Cắn một miếng luôn nha. Ngon. Ủa chị tự chuẩn bị hết anh? Bình thường thì có cả chồng phụ nữa, nhưng mà như lúc nãy chị nói các bạn, hôm nay chồng đưa hai con trai đi chơi Tết rồi, có mình chị bán à. Cay quá bạn ạ. Còn gì không ăn hả? Không. Ngon quá. Này tấm mỡ này các bạn ạ. Đầu năm thì cũng không dẫn các bạn đi đâu xa hay thú vị hấp dẫn hơn được. Mình ghé tạm vào một tiệm hủ tiếu ven đường này để thưởng thức các bạn ạ. Nhưng mà rất là ngon và là cái đặc trưng của ẩm thực Sài Gòn đó các bạn. Nhiều người ví dụ như người ta vô Sài Gòn học đúng không? Hoặc là người ta đi công tác á, người ta ăn hủ tiếu gõ Sài Gòn xong rồi người ta đi học ở Sài Gòn, người ta vẫn nhớ cái hương vị đặc trưng của Sài Gòn là hủ tiếu gõ. Cay quá bạn. Mình có một anh chị ở Sài Gòn cũng 4-5 năm các bạn. Sau đó anh chị quen nhau và lấy nhau, thì sau đó ra Bắc ở, ra Hà Nội ở. Trước Tết thì mình có ra Hà Nội mình gặp anh chị các bạn, mình bảo là anh chị đó thì cũng ra được 5-6 năm không vào Sài Gòn rồi, thì mình hỏi là anh chị thèm món gì nhất, thì các bạn biết là anh chị đó nói là thèm món gì không? Anh chị nói là thèm nhất là món hủ tiếu gõ các bạn. Ở trong anh Tung đúng không? Tại vì ở ngoài đó không có, anh bảo vậy. Anh nghĩ ai ở Sài Gòn ít nhất cũng là một lần. Đã 5-6 năm không trở lại Sài Gòn và anh chị đó ở ngoài Đông Hà Nội thì chia sẻ là thèm nhất món hủ tiếu gõ. Em nghĩ là ai ở đây cũng từng một lần ăn hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ Sài Gòn thì nó giống như là một cái tinh hoa ẩm thực đường phố mà để nấu được ngon rất là khó. Tuy nhiên thì mỗi quán nó là có một cái vị ngon riêng, mặc dù cái nguyên liệu cơ bản thì nó vẫn giống nhau nhưng mà cách nấu thì nó khác các bạn. Như chỗ này thì theo mình đánh giá là ngon các bạn, ngon và đúng vị. Một cái đặc trưng không thể thiếu của hủ tiếu gõ Sài Gòn đó là cái lá hẹ này, lúc nào cũng phải có lá hẹ nhé các bạn. Còn nấu nước lèo thì lúc nào cũng phải có củ cải, xương. Ngon quá. Không biết là có anh chị nào là Việt kiều đang ở nước ngoài mà xem video này cảm thấy thèm món hủ tiếu gõ Sài Gòn hay không? Thực sự là nhiều người đi xa quê rất là nhớ cái món này các bạn. Như lúc nãy mình kể đó, anh chị mình mặc dù ở Việt Nam thôi, chỉ có Hà Nội với Sài Gòn thôi, nhưng mà thèm mấy năm nay rồi vẫn không có để mà ăn các bạn. Tại vì chưa có dịp vào Sài Gòn. Ở Hà Nội thì vẫn có thể nấu được nhưng mà nó không đúng vị các bạn ạ. Hương vị nó khác nhau. Ngon. Miếng nạc là rất là ngọt và mềm các bạn. Ngon quá. Sau khi ăn hết 95% cái tô hủ tiếu này thì mình khẳng định là nó xứng đáng với cái giá 30.000 các bạn. Chất lượng. Ngon quá. Củ cải đó các bạn ạ. Rất là mềm. Thơm. Ăn là miếng hết luôn nha các bạn. Ôi miếng củ cải nó ngọt, nó thơm, quá đã các bạn. Xong các bạn ơi. Đó. Nãy giờ thì mình vừa mới cùng với tất cả các bạn thưởng thức xong một cái tô hủ tiếu gõ lề đường ở ngã ba đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung nhé các bạn, quận Tân Bình. Bây giờ mình sẽ lại bên chỗ cái xe hủ tiếu xem chị có làm một xíu nữa nha các bạn. Giờ mình đi lại xem chị làm này. Hủ tiếu ngon tuyệt vời luôn chị ơi. Chất lượng á, không chất lượng á, xứng đáng 30.000 đấy. Chị vẫn nói bình thường các bạn. Đấy là chị ấy thôi. Này là chưa phải đỉnh cao nhất của chị hả? Hay là có hôm nào ngon hơn không? Không, nó chỉ cái mức của nó nên là nó chỉ có một mức thôi em ơi. Dạ. Cái này mình kiểu như mình nấu quen rồi thì mình vẫn giữ được cái hương vị nó ổn định ngày nào cũng như vậy hả chị ha? Đúng rồi. Nếu như mình nấu chưa quen thì có thể hôm này khác, hôm kia khác, nhưng mà chị nấu là rất là lâu rồi các bạn. Không quen. Đấy. Này mang về hả chị? Yeah. Lên YouTube chị ạ. Lên YouTube. À, không biết là chị tên gì chị nhỉ? Để nãy giờ nói chuyện với chị mà chưa biết tên chị các bạn ạ. Chị ở gần đây không chị? Chị ở Tân Kỳ, Tân Quý. À, từ Tân Kỳ, Tân Quý ra đây. Gần 2 cây. Gần 2 cây các bạn. Là cả gia đình mình ở đấy luôn hả chị? Đúng rồi. Anh ơi. Cái này cũng 30 luôn ha. Không. 25 ạ. Dạ. Dạ, tùy ha, có thể 25, 30 hay là có khi 20 nữa. Có cả những tô 20, 25 nha các bạn, không phải nhất thiết là 30 đâu. À, tùy theo, có người ăn 50 cũng có, dạ. 40 cũng có. Thì... mình yêu cầu cái gì thôi, nhiều thịt, nhiều xương, nhiều tim hay là bò viên gì đấy các bạn. Sắp hết rồi hả chị? Rồi, đúng rồi. Này cũng còn khoảng 20 tô nữa. Không, cũng còn nhiều đấy em ơi. Tại vì giờ còn sớm. Bây giờ mới là 7 giờ 10 các bạn ạ. 7 giờ 10 tối ở Sài Gòn nha các bạn. Tối mùng 5 Tết. Dạ. Hôm qua bán đông không chị? Hôm qua mùng 4 á. Cũng đều như này. Dạ. Không bằng ngày thường. Không bằng ngày thường ấy ạ. Nó bị lủng rồi. Hôm qua mùng 4 em bán. Bán được mùng 4 à? Qua mùng 4 em bán được chưa? Đến nay nhưng mà nay cái mình ăn cái tô hủ tiếu đây mình cảm nhận được là cái nước lèo và cái xương giò đó các bạn, nó rất là thơm, nó không có bị mùi hôi mà ở đây rất là thơm, chứng tỏ là nguyên liệu nó tươi ngon đó các bạn. Và cái nồi nước lèo nó trong vắt à, đây này các bạn thấy, lấy cái túi này trong vắt luôn. Còn trên mặt nồi các bạn nhìn đó là cái mỡ ha, cái mỡ của mình hầm xương hầm giò đó các bạn. Còn phía dưới cái mặt của cái nước này này, đây này. Đó, rất là trong luôn. Ôi ăn nhiều ớt quá. Có ai ở đây mà ăn của chị 9 năm rồi chứ nhỉ? 9 năm thì cũng dân ở đây cũng có. Chắc là mấy người trong hẻm này ha. Ở trong hẻm đây thì ngày nào cũng ăn, gần như sinh viên hay là làm công nhân thì ăn 1-2 năm rồi đi. 2-3 4 năm cũng có. Mì này thì hết. Đây chỉ có 2 cái bóng đèn các bạn. Đây này. Cái này và cái bên kia là đủ sáng, đủ sai rồi. Cái hủ tiếu này mà mình ăn mì gói trộn, mì khô trộn nó các bạn cũng rất là ngon luôn. Mấy ngày này chắc đông hơn bình thường chị ha? Không. Chị bảo là vắng hơn bình thường. Vắng hơn bình thường. Tại vì học sinh nó, sinh viên, người công nhân đi làm. Nhưng mà Tết này mình ăn tô hủ tiếu nhiều khi lại cảm nhận nó đặc biệt ngon á. Tại vì mình ăn cái gì nó ngán rồi. Có hủ tiếu là ăn nó đổi vị các bạn. Tết này nhà ai cũng gà, vịt, rồi giò, rồi thịt kho. Làm một tô hủ tiếu bình dân này thì nó thay đổi khẩu vị hàng ngày, mấy ngày Tết thì các bạn. Đấy. Hấp dẫn chưa? Có bán nuôi luôn hả chị? Có bán nuôi. À đây là cái túi nuôi này các bạn này. Có hoành thánh nhưng mà có nuôi hoành thánh luôn. Kiểu bận quá hả chị? Nãy nghe chị nói là 2 con đi phố đi bộ với bố rồi hả chị? Chắc bố cho đi chơi rồi. Tranh thủ. Chứ mấy bữa nữa làm là không cho đi được. Học phí cao không chị? Không, ở trong này học phí cũng cao lắm. À, tại vì 2 con mà đang học lớp 3, lớp 4 cũng rất là cực các bạn. Con trai nữa. Hai đại ca. Đang hồi hộp đang hồi hộp. Để hy vọng là sau khi cái clip này lên thì nhiều người sẽ tới ủng hộ hủ tiếu của chị các bạn ạ. Hủ tiếu rất là ngon và nguyên liệu thì mình cảm nhận là nó sạch sẽ, nó ngon các bạn, tươi ngon. Hủ tiếu gõ thì như cái tiệm này mình cảm thấy là các bạn nên ăn thử. Đó là bán hủ tiếu là 1 năm là chỉ tới ngày 28 Tết mới nghỉ các bạn. Thì nghỉ tới mùng 4 là bán rồi. Mấy bữa nay heo nó lên thì giò thịt mình lấy có lên không chị? Nói chung là mối nó vẫn giá cái nó không lên nữa mà ra mình ấy thôi. Nó giữ ở cái mức đó vậy hả? Không lên quá cao. Tại vì nó thứ nhất là nó muốn để giữ cái mối, thứ hai nữa là nó bán mình buôn bán thì nó bán cái giá ấy hơn, thấp hơn. Mình lấy quen rồi. Rồi mình cũng lấy 10 mấy năm của người ta rồi. Nhưng mà em hình như là cái móng giò đó là nó mắc hơn đúng không chị? Móng quanh thì nó cũng, ví dụ em đi ra mua lẻ thì bao giờ nó cũng mắc hơn. Dạ. Nhưng mà em nhớ là ngoài Bắc là cái móng lại rẻ hơn cái thịt đùi trên. Nhưng mà trong này thì cái móng lại mắc. Đúng rồi, càng cái khoanh dưới gần móng lại càng đắt hơn. Đúng rồi, càng dưới gần móng thì càng đắt các bạn. Còn cái phần thịt ở phía trên đùi á, thì lại rẻ hơn cái phần thịt ở dưới móng. Đấy, như ví dụ mà nãy em ăn cái tôi cái khô là cái khoanh đấy là sẽ mắc. Dạ. Ngon lắm các bạn. Ở trong này người ta thích ăn vừa mỡ vừa nạc hơn ha. Gân. Các bạn thấy mùng 4 Tết mọi người đi ăn hủ tiếu đông chưa? Đấy. Mình chỉ làm hết tất cả mọi việc các bạn ơi, bưng bê lau dọn rồi làm hủ tiếu. Một người bình thường chắc là không ai dám cáng đáng một mình một quán như này đâu. Đúng rồi. Đây một mình chị làm tất các bạn ạ. Chị là phải là ôm xô hết. Ôm xô đấy các bạn. Nhiều khi anh còn đi đón cháu đi học á. À. Xong rồi đưa rước nó đi học ra là nhiều khi có nhà trong này này kia đó thì em bà rất là đảm đang nhưng mà cũng vất vả các bạn. Bình thường ở nhà dạ chị đang ngại á. Ấy là mà không ngon lành mà mắc nữa các bạn ạ, chắc là khách quen rồi. Nãy thấy chị hỏi giống như khách quen đó các bạn. Bán ở đây chị miễn bán thiếu, quen cả nào quen không bán thiếu chưa? Có giờ bán thiếu mà không đòi được không chị? Có người đến ăn không ít lắm. Ít đâu. Chắc cũng hiếm ha. Thiếu hoặc là 1 tô 2 tô người ta quên chẳng hạn, và cũng có người ta nhớ thì nó ra được giá. Mình có ghi sổ đâu? Không, chị không. Ai nhớ thì mang ra giá, còn ai không chị cũng không có hỏi. Tại vì nhiều khi khách đông á. Dạ. Khi mình lu bu mình không có. Đúng rồi. Có biết mặt nhưng mà không biết giá chưa hay có hay là rồi nên là thôi. Mình cũng quên là có nhiều khi ngại không dám hỏi lại chứ. Hỏi bên này. Tại vì khách mình ăn quen lâu rồi mình hỏi không lòng nhau thôi. Chị không. Cái này là làm khô hả chị? Làm nước. À nữa, thấy chị trộn. Đấy. Chắc là xíu nữa anh đưa con đi chơi về cũng ra phụ chị dọn. Đấy. Ôi cục giò này ngon này. Anh nhà chị được cái là ở nhà dạy con học hành. À. Đón con. Rồi cũng cảnh người ta. Đấy thôi. Nói chung là cũng ngoan đấy, nghe lời vợ đấy. Không được cái là không có biết phụ vợ ha. Không có kiểu như là phá. Đấy. Ê, quay đây không có. Con của anh đó hả chị? Khách quen này. À. Đấy các bạn, chú bảo vệ cũng vừa mới ăn hủ tiếu xong. Tết này thì các cái tòa nhà bảo vệ vẫn làm việc bình thường các bạn ơi. Đấy. Rồi xong. Chú đang dọn. Tính tiền em này. Để bạn Diễm tính tiền mình ra mình quay cái đường này. Đấy. 2 tô là 60.000 nha các bạn. Cảm ơn chị nhiều nha. Đấy. Đây. Đấy, tối mùng 5 Tết và mình vừa mới cùng với tất cả các bạn thưởng thức xong một cái tô hủ tiếu gõ rất là ngon. Và cũng nghe chị chủ quán kể một vài cái câu chuyện nghe đầu năm để các bạn giải trí thôi. Nhưng mà theo mình cảm nhận thì cái người phụ nữ Việt Nam mình rất là đảm đang, giỏi trong tất cả mọi việc các bạn. Một mình chị cáng đáng quán hủ tiếu này, có chồng phụ cũng được, không có chồng thì chị làm tất cả công việc luôn. Đây, ở đây là góc đường Thân Nhân Trung nha các bạn, đây này. Đó, và ngoài này là đường Cộng Hòa này. Đó. Nếu như các bạn có dịp đi ngang đường Cộng Hòa này thì cứ ghé vào ủng hộ quán hủ tiếu của chị nhé các bạn. Từ lúc 4 giờ chiều cho tới khoảng 12 giờ đêm. Bây giờ thì mình xin được phép kết thúc video này đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Hôm nay tối ngày mùng 5 Tết, mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức một tô hủ tiếu gõ vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.